chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ sáu ngày mùng 8 tháng 5 năm 2020. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 8 tháng 5 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ Tổ quốc Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890 19 tháng 5 năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với 68 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu cao bằng dự hội thảo có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 18, đại diện lãnh đạo các sở ngành. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Tư tưởng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cội nguồn gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ ba nhóm vấn đề, trong đó làm sâu sắc hơn những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại làm rõ hơn sâu sắc hơn tư tưởng hồ chí minh về đổi mới phát triển đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiếp tục khẳng định và làm nổi bật nhân cách cao quý tấm gương đạo đức phong cách của người qua đó khẳng định những giá trị to lớn trường tồn về di sản mà người để lại cho đảng ta dân tộc ta đó là thời đại hồ chí minh tư tưởng hồ chí minh và tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh đồng thời phân tích làm rõ bối cảnh mới yêu cầu mới trong phát triển đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay từ đó nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa tầm quan trọng phương hướng kế thừa phát huy di sản của chủ tịch hồ chí minh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch củng cố niềm tin trong đảng trong nhân dân về lý tưởng mục tiêu cao cả của đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn Tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trình bày đề dẫn về quá trình đến với chủ nghĩa Mark Lenin của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, quá trình vận dụng, bổ sung, phát triển, sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của người. Từ đó, người đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng và nhân dân ta làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thay mặt Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Cao Bằng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tham luận tại hội thảo với chủ đề Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay. Tham luận nêu rõ, những năm tháng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động tại Cao Bằng, nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với tên tuổi của người và lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, phong trào Việt Minh đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ từ vùng thấp đến vùng cao. Từ mặt trận Việt Minh và phong trào Việt Minh ở Cao Bằng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, đến nay trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, đảng bộ tỉnh Cao Bằng nói riêng, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, vận dụng linh hoạt sáng tạo bài học về truyền thống yêu nước, về tinh thần đoàn kết các dân tộc và việc tổ chức phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, các nhà nghiên cứu chính trị, khoa học chuyên gia trên các lĩnh vực. Có 8 đại biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo. Phát biểu kết luận, trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định ở bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tăng cường xây dựng trình đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Mỗi cán bộ đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 1127 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học. Nội dung văn bản nêu rõ. Thực hiện công văn số 1583 BGZDT GZTC ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 56 ttr sgz dt ngày 7 tháng 5 năm 2020 về việc cho phép trẻ mầm non, nhóm lớp nhà trẻ 3 tuổi và 4 tuổi đi học sau thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không sử dụng mũ nón trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học. Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. Không áp dụng giãn cách trong lớp học, hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người, được sử dụng điều hòa trong lớp học. Cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học, tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. 2. Đồng ý phương án tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ em mầm non nhóm lớp nhà trẻ 3 tuổi và 4 tuổi đi học trở lại từ ngày 11 tháng 5 năm 2020. Hết văn bản. Ngày mùng 8 tháng 5, Đảng Bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng Bộ Viện Kiểm sát Nhân dân có 6 chi bộ trực thuộc với 57 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng Bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác kiểm sát. Đảng Bộ đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh, đổi mới nội dung và hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình cải cách tư pháp. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, tri bộ trực thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổ chức sinh hoạt 59 trên 59 chuyên đề, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, kết nạp 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 5 đồng chí. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai toàn diện, đã kiểm tra 30 cuộc tại 6 chi bộ trực thuộc. Hàng năm giải quyết tin báo đạt tỷ lệ 83,55%, án kiểm sát điều tra đã thụ lý 389 vụ. Cơ quan điều tra giải quyết 339 vụ đạt 87,14%, viện kiểm sát đã giải quyết 328 vụ đạt 100%. Kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự thụ lý 341 vụ, phúc thẩm hình sự 281 vụ, tổ chức 61 phiên tòa rút kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác chống oan sai, đảm bảo 100% các trường hợp bắt giữ đều khởi tố chuyển xử lý hình sự, 100% số vụ án truy tố đúng thời hạn, đúng tội. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, như 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% các tri bộ phấn đấu đạt tri bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% tri bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động. Phần đầu mỗi năm kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được bầu làm bí thư đảng ủy. Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham dự đại hội đảng bộ hộ cấp trên. Trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 5, Đảng Bộ xã Hoàng Tung tiến hành đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được huyện ủy Hòa An lựa chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Hoàng Tung đã triển khai nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 2.190 tấn trên năm, diện tích trồng cây hàng hóa như rau màu, lúa, chất lượng cao, cây ăn quả được duy trì phát triển. Trên địa bàn có nhiều mô hình chăn nuôi lợn, trâu, ong và gia cầm cho thu nhập cao. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong nhiệm kỳ qua, xã đã bê tông hóa được 16,8 km đường trục xã, 15,16 km đường liên xóm, đường nội đồng phần lớn được cứng hóa, đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện. Đầu tư kiên cố hóa 7 tuyến mương thủy lợi, chủ động tới tiêu được trên 80% diện tích lúa. Năm 2019, xã đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, tiểu học mức độ 3. Tỷ lệ học sinh lên lớp của các trường đạt 98% hàng năm trên 90% số hộ gia đình đạt văn hóa, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Trong công tác xây dựng đảng, bình quân hàng năm có trên 79% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 29% tri bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết năm mới được 47 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu. Nhiệm kỳ mới, đảng bộ xã xác định tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Vận đấu thực hiện sản lượng lương thực có hạt đạt 2.260 tấn trên năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp mỗi năm đạt 55 triệu đồng trên 1 hecta. Tổng đàn gia súc 5.780 con, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng một năm, giảm 5 hộ nghèo trên năm. Nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Đại hội tiến hành bầu cử ban chấp hành đảng bộ khóa 21 gồm 11 đồng chí và bầu trực tiếp đồng chí bí thư đảng ủy, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện trong thời gian tới. Ngày 7 tháng 5, huyện ủy Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác nhân sự đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá công tác quý 1 và tháng 4, phương hướng nhiệm vụ quý 2 và tháng 5 năm 2020, góp ý đề cương báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quý 1 và tháng 4, thực hiện quyết định của tỉnh ủy về giáp nhập Đảng Bộ huyện Quảng Uyên, Đảng Bộ huyện Phục Hòa và Đảng Bộ xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, để thành lập Đảng Bộ huyện Quảng Hòa, Đến nay, Ban chấp hành Đảng Bộ và Nhân dân huyện Quảng Hòa đã nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, chung sức đẩy mạnh các phong trào thi đua, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tổng thu ngân sách đến ngày 17 tháng 4 năm 2020 đạt 18 tỷ 697 triệu đồng. Huyện tiếp nhận trên 357 triệu đồng, 2 tấn gạo, một số mặt hàng thiết yếu của các tổ chức cá nhân ủng hộ phòng chống dịch. Bố trí lực lượng đảm bảo công tác phục vụ hậu cần tại khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị các đại biểu cơ bản nhất trí với đề cương báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện lần thứ 16, công tác nhân sự trình đại hội đảm bảo nội dung cơ cấu, tỷ lệ giới, độ tuổi, các đại biểu đã thảo luận bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ban chấp hành huyện Quảng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Quý 2 năm 2020, huyện Quảng Hòa tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Chiều ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh tranh án Phó tranh án Tòa án Nhân dân các huyện Quảng Hòa, Hà Quảng, Nguyên Bình và Thạch An. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các cơ quan tư pháp các huyện. Thưa ủy quyền của Tòa án Nhân dân tối cao, tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh đã công bố và trao các quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nông Thanh Điệp, thẩm phán sơ cấp tranh án Tòa án Nhân dân huyện Phục Hòa đến công tác và giữ chức vụ tranh án Tòa án Nhân dân huyện Quảng Hòa kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, nhiệm kỳ 5 năm. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Bá Thanh, thẩm phán trung cấp, tranh án Tòa án Nhân dân huyện Thông Nông đến công tác và giữ chức vụ tranh án Tòa án Nhân dân huyện Hà Quảng. Bổ nhiệm mới đồng chí Hoàng Thị Thu Lịch, thẩm phán sơ cấp, phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Nguyên Bình, giữ chức vụ tranh án Tòa án Nhân dân huyện Nguyên Bình. Bổ nhiệm đồng chí Phan Vũ Hoàng, thẩm phán sơ cấp, công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Thạch An, giữ chức vụ Phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Thạch An. Tại buổi lễ, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh yêu cầu các đồng chí được điều động và bổ nhiệm mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm người chủ chốt đứng đầu, không ngừng tu dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn giữ gìn đoàn kết nội bộ cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nhất là thực hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp trong thời kỳ mới nâng cao chất lượng xét xử các vụ án đảm bảo công khai khách quan bảo vệ công lý và quyền công dân góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương Ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2020. Đến nay, tổng diện tích lúa vụ Đông Xuân toàn huyện trồng được 333 ha, đạt 96% kế hoạch, bằng 97% so với năm 2019. Diện tích mía 247 ha đạt 72,61% kế hoạch. Thu ngân sách đến ngày 4 tháng 5 đạt 10,266 tỷ đồng bằng 21,77% so với dự toán tỉnh giao. Ngành giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo phòng chống dịch, đón học sinh trở lại. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì với tổng số lần khám chữa bệnh là 1.654 lượt người, đạt 56,68% kế hoạch. Hiện nay Hạ Lang có 825 đối tượng bảo trợ xã hội, 262 đối tượng người có công với cách mạng đã được chi trả hỗ trợ là 1 tỷ 630 triệu 500 nghìn đồng, đã và đang triển khai công tác hỗ trợ cho 9.232 khẩu nghèo, 4.745 hộ cận nghèo, và nhóm đối tượng việc làm, theo tinh thần nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 7 tháng 5, trên địa bàn huyện Hạ Lang đã tiếp nhận 1.640 công dân trở về từ Trung Quốc, trong đó cách ly tập trung là 330 công dân, chuyển đến Trung đoàn 852 là 1.083 công dân. Chuyển giao về các huyện khác là 165 công dân, cách ly tại nhà là 62 công dân. Đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 303 công dân. Kế hoạch tháng 5, huyện Hạ Lăng tăng cường triển khai các biện pháp phát triển kinh tế xã hội để bù đắp thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19, chọn 1 đến 2 công việc hoàn thành rứt điểm trong tháng 5. Triển khai các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Các xã gieo trồng hết diện tích đất vụ hè thu, tăng cường thu ngân sách, nhất là thu ngân sách từ lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở tư nhân, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố sẵn sàng các phương tiện ứng phó trước mọi diễn biến của tình hình dịch bệnh, đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, năm 1863, phong trào chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế ra đời. Trải qua 157 năm hoạt động, phong trào đã mang đến sự hỗ trợ nhân đạo kịp thời tới các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương. Để ghi nhớ công lao của người sáng lập phong trào chữ thập đỏ, thương gia người Thụy Sĩ Henry Junan, ngày sinh của ông mùng 8 tháng 5 đã được lấy làm ngày chữ thập đỏ quốc tế và được đổi thành ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế vào năm 1984. Tại Cao Bằng trong những năm qua, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Bằng những hoạt động thiết thực, các cấp hội chữ thập đỏ đã trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Năm nay với chủ đề dù bạn là ai khi bạn cần chúng tôi có mặt phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kêu gọi các hội quốc gia chia sẻ những công việc hoạt động đầy ý nghĩa của những cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ để những hành động đó được lan tỏa qua đó vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo trở thành tình nguyện viên của phong trào trên hành trình vì mọi người ở mọi nơi Hội Chữ thập Đỏ đảm nhận vai trò nòng cốt, đầu mối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo, kết nối những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân để lan tỏa đến với những người cần trợ giúp trong cộng đồng. Cùng với cả nước, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh luôn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, tổ chức các hoạt động, chương trình thiết thực phù hợp, chào mừng ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, đặc biệt cụ thể hóa thông qua tháng nhân đạo. Đây còn là dịp để những người làm công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh tự hào ôn lại truyền thống lịch sử lâu đời của phong trào chữ thập đỏ và tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp hội. Vận động toàn dân làm nhân đạo và vận động nguồn lực hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng nhân đạo 2019, các cấp hội trong tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ nguồn lực của các sở ban ngành đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, công ty doanh nghiệp trong tỉnh với tổng số tiền thu được trên 273 triệu đồng. Kết quả đã trợ giúp trên 6.000 đối tượng khó khăn với các hoạt động như tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cung cấp cháo dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tổ chức hiến máu tình nguyện, hỗ trợ đồ dùng cho các trường học bán chú, hỗ trợ làm nhà chữ thập đỏ. Tổng giá trị các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo đạt trên 1,5 tỷ đồng. Riêng trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Hội tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, lồng ghép việc trao tặng 10.000 khẩu trang kháng khuẩn của tập đoàn Diệt may Việt Nam cho trên 5.000 đối tượng là cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố và người tham gia trong các đợt hiến máu tình nguyện với tổng trị giá 70 triệu đồng đồng thời tổ chức kịp thời trao tặng quần áo giày dép cho các công dân Việt Nam từ Trung Quốc về khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, với trị giá 28 triệu đồng. Hỗ trợ mì tôm gạo cho hộ nghèo của địa bàn thành phố với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ trên 200 triệu đồng. Cùng với cả nước, Tháng nhân đạo năm 2020 tại Cao Bằng với chủ đề Trung tay vì sức khỏe cộng đồng sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, trong đó hai tuần cao điểm từ ngày mùng 8 tháng 5, ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của hội tập trung vào các hoạt động chính như tuyên truyền các giá trị nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ, hoạt động trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện, tăng cường sự lãnh đạo của các ủy đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Cấp tỉnh chúng tôi tổ chức một cái chương trình khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo xã Vũ nông với dự kiến khoảng 400 người thì chương trình này chúng tôi cũng vừa khám bệnh tư vấn cấp thuốc miễn phí cũng đồng thời là sẽ tặng những cái xuất quà từ 150 đến 200 nghìn cho những cái đối tượng để giúp họ yên tâm hơn cũng như là tin tưởng nhiều hơn vào cái sự quan tâm của cấp ủy đảng cũng như chính quyền các địa phương. Có thể thấy, phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kêu gọi các hội quốc gia lan tỏa yêu thương, và từ ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, tháng nhân đạo sẽ cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, cơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Với tổng số 18.629 đối tượng bảo trợ xã hội và người có công trên toàn tỉnh được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 42 NQCP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến ngày 7 tháng 5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện chi trả trên 65% kinh phí với trên 18 tỷ đồng. Theo đó, các huyện thành phố đã hoàn thành việc chi trả cho 3.609 đối tượng người có công và thân nhân người có công với kinh phí trên 5 tỷ 403 triệu đồng. Hoàn thành ra rất thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí cho 15.020 đối tượng bảo trợ xã hội với 22 tỷ 522 triệu đồng. Đến nay có 10 trên 10 huyện thành phố đã chi trả cho 8.521 người bảo trợ xã hội với số tiền trên 12 tỷ 780 triệu đồng, chiếm 56,8%. Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến ngày 7 tháng 5 đã có 8 trên 10 huyện, thành phố, trình ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 165.139 người. Tổng số tiền trên 123,854 triệu đồng. Hiện nay còn huyện Bảo Lâm đang thẩm định và sẽ trình ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 8 tháng 5 đối tượng doanh nghiệp hộ kinh doanh và người lao động đang giả soát lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm hộ kinh doanh người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động Đối với người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm, đề nghị hỗ trợ thực hiện niêm yết công khai danh sách trong thời gian 2 ngày làm việc theo quy định. Về nguyên tắc hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Trường hợp đối tượng được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên, do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất. Các huyện Thạch An, Hạ Lang thành phố triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện nghị quyết 42 của chính phủ, thành phố Cao Bằng đã thống kê giả soát, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 777 đối tượng người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Với tổng số tiền 1 tỷ 162,5 triệu đồng và hỗ trợ cho 1.152 đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 1 tỷ 725 triệu đồng. Để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đoàn thể của thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về chính sách hỗ trợ của chính phủ. Khẩn trương triển khai thực hiện việc xác định, thống kê và ra soát kỹ các đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, không bỏ sót đối tượng, không trùng đối tượng được thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng trục lợi chính sách. Từ ngày 29 tháng 4, huyện Thạch An đã tiến hành chi trả cho 234 người là đối tượng người có công với cách mạng, với tổng mức chi trả là 351 triệu đồng. Hiện nay, toàn huyện có 1.084 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2020, huyện đã chi trả cho trên 1.000 đối tượng với số tiền trên 1,4 tỷ đồng, với mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng. Thời gian hỗ trợ là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 theo phương thức chi trả một lần. Để thực hiện tốt việc chi trả, đảm bảo cuộc sống người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Thạch An yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã ra soát danh sách hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để trùng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng trục lợi chính sách. Hiện nay toàn huyện Hạ Lang có 1.087 đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí 1 tỷ 630 triệu 500 nghìn đồng. Trong đó người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng có 262 đối tượng với tổng số tiền hỗ trợ là 393 triệu đồng. Đối tượng bảo trợ xã hội có 825 đối tượng với tổng số tiền được hỗ trợ là 1 tỷ 237 triệu 500 nghìn đồng. Theo kế hoạch, việc chi trả hỗ trợ cho hai nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và người có công theo nghị quyết số 42 của chính phủ sẽ được huyện thực hiện hoàn thành vào ngày 7 tháng 5 năm 2020 trên địa bàn toàn huyện. Các đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo huyện đã tổng hợp và lập danh sách chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đối với nhóm đối tượng việc làm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện khẩn trương tiến hành ra soát, lập danh sách xét duyệt công khai Huyện Hạ Lang phấn đấu sẽ hoàn tất việc thực hiện nghị quyết số 42 của chính phủ theo đúng kế hoạch đề ra, tích cực góp phần ổn định cuộc sống người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Sáng mùng 8 tháng 5, ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến tới phòng giao dịch các huyện, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị đã hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ quy trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Theo đó, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện cần nghiên cứu kỹ các văn bản của trung ương triển khai giải ngân cho vay, đảm bảo chế độ chính sách của nhà nước trong hỗ trợ do tác động của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời quán triệt một số nội dung cần lưu ý khi triển khai chương trình cho vay phải đúng đối tượng như người sử dụng lao động khó khăn về tài chính và trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3, điều 98. Trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng năm 2020 thì được vay không có tài sản, đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng. Nguyên tắc cho vay công khai minh bạch, không để trục lợi chính sách, khách hàng vay vốn phải sử dụng vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ đúng hạn. Khi vay vốn không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng lại rút cho vay 0% một năm, lại rút nợ quá hạn 12% một năm, thời hạn cho vay không quá 12 tháng. Đặc biệt việc tổ chức giải ngân và chi trả cho người lao động ngừng việc khi thực hiện chuyển tiền ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay ghi rõ nội dung chuyển tiền COVID-19 cho vay trả lương ngừng việc theo quyết định số 15 của chính phủ. Sau hội nghị tập huấn, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội các huyện cần tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các quy trình cho vay đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, khôi phục phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo Cao Bằng, các trường học trên địa bàn tỉnh không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách trong lớp học. Với chỉ đạo này, các trường học sẽ không phải tách lớp chia ca học để thực hiện giãn cách tối thiểu một mét bài toán thiếu phòng học, giáo viên giảng dạy khi chia tách lớp cũng được giải quyết. Ghi nhận của phóng viên tại trường Trung học cơ sở Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Buổi học đầu tiên không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp. Không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn do cô và trò đã trao đổi và gắn kết được với nhau. Những ngày vừa qua, thời tiết nóng nực lại phải đeo khẩu trang, nên em Nông Văn Linh cảm thấy khá khó chịu trong giờ học. Hôm nay cô giáo thông báo không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp. Em Linh cảm thấy vui mừng, thoải mái và tiếp thu bài học hiệu quả hơn. À, hôm nay là ngày đầu tiên không phải đeo khẩu trang, em sẽ thấy rất vui và thoải mái. À, trong ngồi trong khi ngồi lớp học thì tại vì hôm nay bây giờ là mùa hè bình thường nắng mức nên là em rất thấy thoải mái. Trong lúc từ nhà đến trường thì em vẫn phải đeo khẩu trang bình thường. Và trong lúc ra chơi thì em bình thường sẽ vẫn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Mặc dù học sinh không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, nhưng ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Hợp Giang yêu cầu học sinh và giáo viên nhà trường tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. Hôm nay hơn 1.300 học sinh ở cả 30 lớp học đều đến trường vào buổi sáng. Nhà trường không chia ca tách lớp để giãn cách học sinh như trước đây chỉ hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau và chỗ đông người. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khác như phun khử trùng lớp học và toàn bộ khuôn viên nhà trường, đo thân nhiệt, trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại khu vệ sinh và trước cửa lớp vẫn được thực hiện nghiêm theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế. Hôm nay là buổi học đầu tiên học sinh đến trường mà chúng tôi sẽ không chia theo ca học. Tất cả học sinh đều học một ca sáng và theo hướng dẫn cấp trên thì học sinh cũng được nới lỏng hơn là các em không phải đeo khẩu trang trong lớp còn ngoài ra khi ra chơi cũng như từ nhà đến trường từ trường đến nhà thì đều phải thực hiện nghiêm túc là đeo khẩu trang à, ngoài ra thì nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh covid 19 chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế. Việc dỡ bỏ quy định về bắt buộc đeo khẩu trang, giãn cách lớp học đã phần nào tháo gỡ được những khó khăn trong công tác dạy học của trường Trung học cơ sở Hợp Giang nói riêng và các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh xác định, công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo chương trình năm học và chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm và song hành trong giai đoạn này. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh, từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 26 tháng 4, các lực lượng chức năng trong tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý 97 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các lỗi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 chủ yếu là không đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng, vận chuyển, mua bán hàng hóa, vật dụng y tế không rõ nguồn gốc. Các đơn vị kinh doanh không chấp hành quy định theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong đó xử phạt 90 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang, 5 trường hợp vi phạm tập trung đông người, một trường hợp khai báo y tế không trung thực, một trường hợp đăng thông tin không đúng sự thật trên trang Facebook cá nhân tổng số tiền xử phạt trên 15 triệu đồng. Kiểm tra phát hiện 25 vụ trên 11 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hơn 391.410 chiếc khẩu trang y tế, 3.500 bộ quần áo bảo hộ y tế, 120 chiếc nhiệt kế hồng ngoại dạng cầm tay và các đồ vật liên quan, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 34,5 triệu đồng. Lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra 303 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện xử lý 23 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 52 triệu đồng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.